Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình. Hôm nay mọi người có khỏe không? Mọi người thấy dài nghỉ bán thấy ham không? Hôm nay mình quay mình chia sẻ các bạn cái giày Mỹ bán giá thế nào ha. Đây là đôi giày Puma này các bạn thấy không? Số 9,5. Đây là quầy số 9,5 các bạn. Đó, đôi Puma gì đây có 42.99 đồng các bạn. Bây giờ mình cũng đang kiếm lượng đôi mang cho nó nhẹ chân đi làm các bạn. Bạn thấy dài không? Ở đây bán nhiều mà rẻ lắm các bạn. Bạn thấy đôi dài vàng đẹp không? Nhưng mà ở bên đây có số 9. Mình kiếm mình mua cái đôi dép này. Cái đôi dép này à. Đôi dép này Puma luôn các bạn. 15 đồng. Đôi Puma số 10. Để mình thử cái bàn chân mình coi. Đẹp không? Màu đen. Đây là đôi Puma này các bạn, giá nó 15 đô, 14.99 số 10. Quay các bạn coi ha. Đôi này Nike màu đen. Đấy, thấy đẹp không? Giá nó có 39.99. Này đôi Levi số 10, 16.90 mấy. Đủ các loại dài không? Còn dài này bạn mang bận đồ tay các bạn, cho bạn coi thử các bạn này nha. Cái đầu này số 9,5 này các bạn, 29.99. Các bạn thấy mỹ dài rẻ không? Ở trên đây nó bán là tùy theo hàng số các bạn. Nó đây là 9,5, 9,5, 10, dài qua đây là 10,5, 11 rồi đó, 12 nữa tới đó. Còn nó là 8,5. Mình là mình mang 9,5 luôn các bạn. Đó, bây giờ mình đang tìm kìa. Cái đôi này nghĩ đôi Puma này đẹp không? Kiếm mua cho ba mình một đôi dép. Mà cái đôi đó không biết bự. Cái đôi là 11. 11 thì ba mình bự đến chân mình chút. Bự quá. Đôi 6. Đôi là Adidas. Giá nhiêu này? Giá nó rẻ hơn kiểu đồng 13.99 các bạn. Cho các bạn xem ha. Đủ thứ kiểu hết. Đó, còn ai thích mấy kiểu này. Cái đôi dài gì đẹp của bạn, cái giá nhiều. Có 25 đồng, 24.99. Tùy theo túi tiền các bạn. Còn đôi Adidas số 9. Đôi này cũng số 9, để mình thử đôi này coi. Mình cũng đang cần kiếm đôi mà. Số 9 thì vừa ta. 14 đồng. Nhưng mà đâu là không đẹp bằng đôi Puma các bạn. Bạn thấy đâu này đẹp không? À đó. 13.99. Còn cái đôi Puma này 14.99. Gửi cho bạn coi nè. Đôi này đẹp không? Design cực đẹp các bạn.
Nếu ai thích gì trắng thì cờ dài này như tiền. Cờ dài này có 27 đồng, 28 đồng. Đó, kiểu đẹp không? Nếu mà thích màu đen. Cái này là toàn dài dép của nam hết các bạn. Quay chút xíu chia sẻ các bạn ha. Nè, đây là 9,850. Ai có chân nhỏ hơn thì Puma nó giá cả nó cũng như vậy các bạn. Ô, cái đôi này số lớn nó rẻ các bạn. Puma này sao lạc đây, đôi 12 mà nó có 32 đồng. Cái chân này bự đó, cái chân bự luôn. Cái đôi này sao nó bán 32, thường thường nó bốn mấy, thường thường 42 đồng rồi các bạn thấy không? Số nhỏ, số bự chắc nó bán khó. Cái đôi này Puma mà có 32 đô các bạn, quá rẻ không? Mà tới số 12. Nautica số 12, đôi đẹp quá đó coi nha. Nautica số 12. Cái này, cái tiệm này là tiệm Rod các bạn. Ở trong đây thì nó bán cũng như ở ngoài thôi. Nhưng mà mấy cái chỗ này nhiều khi đồ nó bị lỗi chút xíu, hoặc là đồ hàng nó tồn kho đồ đó các bạn, nó đem về đây bán nó rẻ hơn bên ngoài rất là nhiều. Thay mình mua bên ngoài cái đồ này, thí dụ nó 4-50, đây sale còn nửa giá. Đào này tất cả đẹp, có số 10 đây, mình coi đây số 10 thử ra. Màu đỏ phong thủy. Phong thủy mua đồ này đeo mà. Đẹp không? Đẹp không? 12 đồng các bạn. Dép này mang lâu à. Nhẹ te luôn các bạn. Đồ này mang rất là nhẹ. Đồ này nhiêu? Không thấy giá. Đây cho các bạn coi, 12 đồng 99, cái giá gốc nó 25 đồng, các bạn nó xem cái giá đó. Bạn thấy đẹp không? Đồ này số 10 nè, hiệu Nautica này các bạn thấy không? Đồ này là 13 đồng các bạn. Quá đẹp không? Đôi đó 13 đồng. Thấy màn phù ma đẹp hơn các bạn. Phù ma số 9, phù ma số 10. Đó số 9. Đó mình quay dài dài cho các bạn coi. Còn ở đây là quần áo đó các bạn. Sơ sơ cho các bạn coi, đi dài quá nhiều. Nên các bạn thấy dài đó bao nhiêu? Ngầu không? Câu này coi thử bao nhiêu. Mỏng, dòng mỏng thế đẹp không? Giá có 12 đồng các bạn. Đó, dài mua nó banh thể thao luôn. Cho các bạn coi đôi Puma luôn. Puma này 39 đồng, 99. Quay đủ cho các bạn coi. Còn kiểu giày này, giày này thì 29 đồng 99 các bạn. Giới thiệu cho các bạn coi đủ luôn, thấy không? Thấy đủ thứ kiểu model hết. Nautica trong này nè, đồ có 20 mấy 30, ở đây mắc lắm là 40 mấy các bạn. Đó, đồ này model nè. Bạn thấy là dài kiểu model không? Tuổi học STEM nha. Trẻ trẻ nó mang đôi này rất đẹp luôn. 10,5 25 đồng các bạn. Bạn thấy kiểu dài đẹp không? 25 đồng. Thử coi cái chân mình vừa không? Nhưng mà mình chắc không hợp với mấy kiểu này. Các bạn thấy model không? Ngầu không?